Cô thương chào các em học sinh khối 8 của trường trung học cơ sở Chu Văn An. Các em thân mến, trên khắp dải đất công công thành chữ S, quê hương Việt Nam của chúng ta nơi nào cũng đẹp, nơi nào cũng xinh tươi, với những cảnh sắc hữu tình làm say đắm lòng người. Vậy làm như thế nào để chúng ta có thể giới thiệu với bạn bè một cách lưu loát và tràn đầy say mê về những nơi đặc biệt đã gây ấn tượng mạnh với chúng ta như thế? Hôm nay, đến với tiết 83, thuyết minh về một danh lam thắng cảnh, cô sẽ giúp các em có được phương pháp để làm một bài văn thuyết minh vừa hay vừa cuốn hút mọi người các em nhé. Ở bài học này, mục tiêu cần đạt của chúng ta lưu ý về kiến thức, nắm được đặc điểm, cách làm bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh. Về kỹ năng, các em biết quan sát, đọc tài liệu, tra cứu, thu thập thông tin, ghi chép những tri thức khách quan về đối tượng để sử dụng trong bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh. Đồng thời, các em có thể tạo lập một bài văn thuyết minh hoàn chỉnh. Về thái độ, yêu thích, say mê khám phá các cảnh đẹp của quê hương đất nước. Thông qua đó, chúng ta có thể bồi đắp được tình yêu quê hương đất nước. Các em thân mến, trước khi đi vào tìm hiểu nội dung của bài học, cô sẽ giới thiệu với các em thế nào là danh lam thắng cảnh. Hiểu một cách đơn giản thì danh lam thắng cảnh có nghĩa là những cảnh vừa đẹp vừa nổi tiếng. Những cảnh này có thể thuộc về thiên nhiên hay là những công trình kiến trúc do con người tạo dựng nên, có ý nghĩa đặc biệt về mặt lịch sử, văn hóa, xã hội hoặc du lịch. Hôm nay chúng ta cùng đến với một danh lam thắng cảnh rất nổi tiếng ở thủ đô Hà Nội. Qua văn bản Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn, cô mời các em mở sách giáo khoa trang 33, 34 và cùng đọc văn bản. Sau khi các em đọc xong văn bản, bây giờ mời các em chiêm ngưỡng những bức ảnh đẹp về Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn. Sau khi chúng ta đọc văn bản rồi, thì các em đã nắm được phần nào nội dung. Như vậy các em thấy đối tượng thuyết minh của văn bản này chính là Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn. Qua bài thuyết minh này, em hiểu biết được thêm những kiến thức về đối tượng thuyết minh. Ví dụ, Hồ Hoàn Kiếm thì chúng ta sẽ hiểu thêm về nguồn gốc và tên gọi. Hồ Hoàn Kiếm đã có vài nghìn năm tuổi, có rất nhiều tên gọi khác nhau để gọi Hồ Hoàn Kiếm. Ví dụ như là Lục Thủy, Hoàn Kiếm, Hồ Gươm hoặc là Thủy Quân. Về Đền Ngọc Sơn, chúng ta hiểu về nguồn gốc, quá trình xây dựng và kiến trúc của đền. Trước đây, ở nơi đây có Điếu Đài là nơi để vua ngồi câu cá, có cung Khánh Thụy được xây dựng trên đảo Ngọc làm nơi hóng mát, có chùa Ngọc Sơn và đền Ngọc Sơn. Về kiến trúc, đền Ngọc Sơn có tháp bút, đài nghiêng, cầu thê hút, đền và trấn Ba Đình. Để viết được bài văn thuyết minh này thì người viết cần phải có rất nhiều kiến thức trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau, ví dụ như lịch sử, văn hóa, về kiến trúc,
và am hiểu về vốn từ Hán Việt. Vậy, đối với chúng ta thì các em làm thế nào để có những kiến thức trên? Có rất là nhiều cách. Đầu tiên chúng ta có thể đọc sách hoặc là tra cứu ở trên sách vở, trên Internet. Có thể đến trực tiếp nếu chúng ta có điều kiện để chúng ta quan sát hoặc là thăm thú hoặc là hỏi những người dân địa phương có vốn hiểu biết sâu rộng chính xác về đối tượng thuyết minh của chúng ta. Bài viết này được sắp xếp theo bố cục trình tự nào? Các em thấy bài viết này có bố cục gồm 3 đoạn. Đoạn thứ nhất, giới thiệu về hồ Hoàn Kiếm. Đoạn thứ hai, giới thiệu về đền Ngọc Sơn. Và đoạn thứ ba ngắn nhất, giới thiệu về khu vực bờ hồ. Nhìn vào bố cục thì chúng ta thấy bài này có một thiếu sót rất lớn. Đó là thiếu cả phần mở bài và phần kết bài, chỉ có phần thân bài mà thôi. Dựa vào những hình ảnh mà các em quan sát được, chúng ta sẽ bổ sung thêm những chi tiết cần thiết cho bài viết. Ví dụ, chúng ta thấy là bài này thiếu mở bài thì chúng ta có thể bổ sung thêm phần mở bài. Phần mở bài, chúng ta giới thiệu về đối tượng thuyết minh của mình, đó chính là hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn. Phần thân bài, khi giới thiệu về hồ Hoàn Kiếm, chúng ta có thể giới thiệu thêm về vị trí địa lý, hình dáng, diện tích của hồ, màu nước trong hồ có gì đặc biệt. Chúng ta có thể giới thiệu các công trình kiến trúc bên trong đền Ngọc Sơn cụ thể hơn. Hoặc ở khu vực bờ hồ thì chúng ta cần thêm những công trình kiến trúc xung quanh hồ. Và cuối cùng, chúng ta có thể thêm phần ý nghĩa lịch sử, văn hóa, xã hội, vị trí của danh lam thắng cảnh này trong đời sống tình cảm của con người, cùng với những vấn đề về bảo tồn và tôn tạo. Kết bài, chúng ta bày tỏ thái độ đối với danh lam thắng cảnh. Như vậy, các em thấy bố cục hoàn chỉnh của một bài văn thuyết minh về danh lam thắng cảnh sẽ gồm có 3 phần. Thứ nhất, mở bài, các em phải giới thiệu đôi nét về đối tượng thuyết minh. Phần thân bài, chúng ta cần có những ý như sau. Thứ nhất, về vị trí địa lý. Thứ hai, là lịch sử tên gọi hoặc là nguồn gốc. Thứ ba, đặc điểm kiến trúc. Và cuối cùng là giá trị. Các em có thể lần lượt trình bày những giá trị mặt lịch sử, văn hóa, tinh thần. Cuối cùng là phần kết bài, chúng ta khẳng định lại những giá trị và liên hệ bảo tồn. Một đặc biệt điểm cần lưu ý khi chúng ta làm văn thuyết minh là lời văn phải chính xác và biểu cảm. Các em thân mến, bên cạnh việc chúng ta có một bố cục hoàn chỉnh thì lựa chọn phương pháp thuyết minh phù hợp cũng là một vấn đề rất sức quan trọng. Và trên đây cô đang liệt kê ra một số gợi ý cho các em khi sử dụng phương pháp thuyết minh trong bài văn của mình. Ví dụ, khi chúng ta trình bày về vị trí địa lý thì chúng ta có thể sử dụng phương pháp liệt kê để có thể định vị được đối tượng của mình nằm ở đâu, tiếp giáp với những tuyến đường nào. Về nguồn gốc lịch sử hình thành, chúng ta có thể sử dụng phương pháp liệt kê định nghĩa giải thích về các mốc thời gian, tên gọi, lý do thay đổi, lý do xây dựng. Về đặc điểm cảnh quan thiên nhiên các công trình kiến trúc, chúng ta có thể dùng phương pháp phân tích phân loại. Nếu cảnh quan thiên nhiên đó nó có nhiều cái đặc điểm, nhiều cấu tạo quá. Hoặc có thể dùng phương pháp nêu số liệu để trình bày những con số cụ thể về diện tích, về kích thước. Và lưu ý là đối với những đối tượng có cấu tạo phức tạp thì chúng ta phải dùng phương pháp phân tích phân loại, chia tách đối tượng theo từng khu vực, từng bộ phận cấu tạo, từng đặc điểm độc đáo của đối tượng để chúng ta thuyết minh. Về ý nghĩa bảo tồn
thì chúng ta có thể dùng phương pháp liệt kê phân tích, trình bày ý nghĩa và giải pháp cụ thể tại sao chúng ta lại nêu ra những cái giải pháp như thế. Và các em lưu ý, phương pháp thuyết minh chúng ta có thể sử dụng trong bài văn của mình phải hết sức linh hoạt, lựa chọn phù hợp để nâng cao cái hiệu quả của bài văn thuyết minh. Mục đích là để bài văn của chúng ta chính xác, rõ ràng, mang tính khoa học, cung cấp được nhiều nhất tri thức cho người nghe, người đọc. Như vậy, muốn viết một bài văn giới thiệu về một danh lam thắng cảnh thì tốt nhất chúng ta phải đến tận nơi để thăm thú, để quan sát, hoặc là để tìm hiểu từ những người hiểu biết về nơi ấy. Người ta gọi quá trình này là thực địa. Đối với những ai không có điều kiện để đi đến tận nơi thì chúng ta có thể tra cứu qua sách vở, học hỏi ở Internet qua các nguồn thông tin khác nhau. Bài giới thiệu nên có bố cục đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. Lời giới thiệu ít nhiều và có kèm theo miêu tả, bình luận thì bài văn sẽ hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, bài giới thiệu phải dựa trên cơ sở kiến thức đáng tin cậy và lựa chọn những phương pháp thuyết minh thích hợp. Lời văn trong bài văn thuyết minh cần chính xác và biểu cảm. Đây cũng là nội dung chính của phần ghi nhớ sách giáo khoa trang 34. Cô mời các em đọc lại ghi nhớ sách giáo khoa. Sau khi chúng ta nắm được phần lý thuyết rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện tập. Luyện tập sách giáo khoa trang 35, bài 1. Chúng ta có thể lặp lại bố cục bài giới thiệu Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn một cách hợp lý hơn so với văn bản ở sách giáo khoa. Và sau đây là cô đã sắp xếp bố cục của mình một cách hợp lý. Mời các em theo dõi. Mở bài, chúng ta giới thiệu cái nhìn bao quát về quần thể danh lam thắng cảnh Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn. Thân bài nêu ra vị trí địa lý của danh lam thắng cảnh. Thắng cảnh có những bộ phận nào? Hồ Hoàn Kiếm, Đền Ngọc Sơn. Nguồn gốc, quá trình xây dựng, quá trình tôn tạo, lần lượt giới thiệu mô tả từng phần. Về mặt không gian bao quanh Hồ Hoàn Kiếm về cây cối, các công trình như thế nào? Về ý nghĩa vị trí của thắng cảnh trong đời sống của nhân dân thủ đô cả nước đối với du khách nước ngoài. Kết bài, em có thể nhấn mạnh về ý nghĩa lịch sử văn hóa của thắng cảnh, những bài học về giữ gìn và tôn tạo thắng cảnh này. Bài tập 2, chúng ta giới thiệu về Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn theo trình tự tham quan từ xa đến gần, từ ngoài vào trong. Đầu tiên có thể giới thiệu bao quát cảnh toàn hồ, đền và một số công trình kiến trúc quanh hồ. Ví dụ như là từ đường Đinh Tiên Hoàng, chúng ta đi qua cổng chính, bên trái cổng là tháp bút, đến lớp cổng thứ hai Long Môn Hổ Bàng, lớp cổng thứ ba là Đài Nghiên, dẫn đến cây cầu Thơ Hút, và sau đó là đến Đắc Nguyệt Lâu, và cuối cùng là đền chính. Phía nam có đình Trấn Ba, giữa hồ là tháp Rùa. Bài tập 3, khi viết lại bố cục của bài văn này, ta chọn các chi tiết tiêu biểu để làm nổi bật giá trị lịch sử văn hóa của di tích. Thứ nhất, về chi tiết lịch sử hình thành hồ. Đây là một đoạn cũ của dòng sông Hồng, hồ có vài nghìn tuổi. Các tên gọi và ý nghĩa của nó: Lục Thủy, Hoàn Kiếm, Hồ Gươm, Thủy Quân. Chi tiết về lịch sử hình thành đền Ngọc Sơn, từng là điếu đài, là nơi vua đến câu cá. Thời chúa Trịnh Giang lập cung Thánh Thụy ở đảo Ngọc để làm nơi hóng mát, đền có ba nếp. Chi tiết về tháp Rùa, từ thờ Phật chuyển thành nơi thờ Thánh Văn Xương và Đức Thánh Trần. Nguyễn Siêu đã sửa sang lại và tạc lên thân tháp chữ Tả Thanh Thiên. Về cảnh hiện nay, bờ hồ là nơi dạo chơi, hội họp, lễ Tết. Bài tập cuối cùng, bài 4. Chúng ta thấy, chúng ta có thể sử dụng câu nhận xét của nhà thơ nước ngoài. Ở đây nhà thơ đã ví Hồ Gươm là chiếc lãng hoa xinh đẹp giữa lòng Hà Nội
vào phần đầu tiên của đoạn văn giới thiệu về Hồ Gươm. Hoặc chúng ta cũng có thể đặt câu văn ấy ở cuối đoạn giới thiệu về Hồ Gươm trước khi chúng ta chuyển sang giới thiệu về đền Ngọc Sơn. Các em thân mến, như vậy là cô vừa hướng dẫn cho các em những kỹ năng quan trọng để chúng ta làm một bài văn thuyết minh về một thiên nhiên thắng cảnh. Và các em lưu ý là khi làm bài văn thuyết minh này thì chúng ta phải có những cách tiếp cận phù hợp. Nếu có điều kiện thì chúng ta đến tận nơi để thăm thú quan sát và tìm hiểu qua những người dân địa phương am hiểu về địa danh đó. Còn nếu không có điều kiện thì chúng ta năng đọc sách báo, lên internet để tra cứu thông tin nhằm có những kiến thức chính xác khoa học để trình bày trong bài viết của mình. Bên cạnh đó, các em lưu ý phần bố cục của một bài văn thuyết minh phải hoàn chỉnh, đầy đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. Và muốn cho bài văn thuyết minh thêm rõ ràng thì chúng ta phải có phương pháp thuyết minh phù hợp. Để có thể có được một bài văn thuyết minh hay, sinh động, cuốn hút người đọc, người nghe, đó là cả một kỳ công của mỗi chúng ta. Tôi chúc cho mỗi chúng ta đều có những bài viết hay, bổ ích cho riêng mình. Chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em trong những bài học sau. Chúc các em học tốt.